cầu Rạch Miễu ở Bến Tre ra thì đây là cầu Cao Lãnh, cầu Mỹ Thuận. Sắp tới đây chúng ta có cây cầu Dằm Cống, rồi cầu An Hòa. Thì cả những cây cầu đó sẽ nối lại các vùng miền của đồng bằng sông Cửu Long. Đây là công những công trình lớn mà nhiều người ta bảo là cái gì thu phí BOT gì đó. Vậy đây là những cây cầu mà chúng ta vay vốn nước ngoài để làm đây. Đó, nhà nước đang cố gắng gánh nợ cho dân để mà đầu tư mấy cái này. Còn dĩ nhiên là trả từ từ, chưa, nhà nước đâu bắt dân trả đâu, nhà nước sẽ trả từ từ. Đó, nên là ai đó mà cứ thống kê rằng là người dân Việt Nam một người nợ bao nhiêu triệu đó là tầm bậy. Nhiều người còn ở Việt Nam hiện tại ít ai đóng thuế lắm, như là nhà nước miễn thuế gần như toàn bộ, chỉ có những người mua những cái sản phẩm mà nó gọi là những sản phẩm xa xỉ mất tiền đó thì lúc đó mới chịu thuế thôi. Ngoài ra tất cả mọi người dân từ thuế chợ, thuế nông nghiệp thì nó là miễn thuế miễn hết. Đây là phà Cao Lãnh. Cái phà này mà sau khi cây cầu này nó được thông xe là coi như là phà Cao Lãnh sẽ bắt đầu sẽ trở lên một cái nhiệm vụ khác, đó là làm du lịch và làm an ninh, hay là chuyển sang hoạt động những cái bến phà khác. Sắp khoảng một tháng nữa đây thì cây cầu này sẽ được thông xe. Đây là những công đoạn kiểm tra cuối cùng. Cây cầu rất đẹp, tuyệt vời nhé. Dạ, phải nói là dài. Đây là cầu rất dài, dài nhất Đông Nam Á. Phía bên đây là bờ của huyện Lấp Vò, còn bờ bên mình bờ vừa qua là bờ của thành phố Cao Lãnh. Bờ Lấp Vò thì lát nữa giới thiệu anh là sẽ có rất là nhiều vườn trái cây bên đó, vườn trái cây, vườn quýt, vườn cam, rồi tất cả mọi thứ vườn trái cây là nằm hết ở bên Lấp Vò Lai Dung. Lát nữa mình đi ngang cái chỗ làm nem của nem Lai Dung đó, là nên nem rất nổi tiếng đó. Nghe quảng cáo thôi là thấy thèm rồi. Mình đang trên đường là đi ngang đi qua cái gọi là Nam Phương Linh Từ. Đây là cái đền thờ của dòng họ Đặng ở Việt Nam. Do đây là một cái đền thờ của ông Đặng Phước Thành, chủ tịch tập đoàn công ty Vinasun. Ông mở ra để thờ những dòng họ Đặng của ông ở đây. Nhưng mà khu này là một khu rất nổi tiếng. Lát nữa chúng ta sẽ xem được là mô tả lại cách làm lúa nước, rồi sẽ được ăn một số các món ăn rất là ngon, khoảng 50 món đấy, là món ăn truyền thống của miền Tây mình. Mà cái kiểu ăn đúng phê anh, nó chỉ có 50 ngàn thôi mà ăn no. Mẹ ơi, cái này mấy ông mà cách làm rất là nhiều, chống cộng bao que là chắc chỉ có chết thôi. Thế thì Việt Nam như vậy còn gì nữa, đất nước đang đổi mới và phát triển từng ngày từng giờ đấy, các bạn thấy phát triển. Nam Phương Linh Từ đó là có hàng ngàn cây cột mà làm bằng căm xe hết, to ôm tay vậy nè. Lát nữa qua anh quay cho mọi người xem những tượng Phật rất lớn, những con rồng rất lớn. Khu vực y như một cái cung đình vậy đó. Tuyệt vời ha. Sông này chúng ta đang đi là sông Tiền. Ở miền Tây thì có sông Tiền và sông Hậu, thì đây là sông Tiền. Đây kia các bạn thấy. Nó đâu phải giống như những gì mà thành phần mình chống phá đó. Như mấy cái đám mà đi gọi là chửi thê chửi mướn đó. Cái đám thì là chửi theo đơn hợp đồng, chửi đảng và nhà nước theo đơn hợp đồng. Bây giờ lại có cái vụ này, chửi xong là lên mạng chụp hình chia tiền ra, người 500 á trước à, đúng là bất cần dân chủ. Có tiền em mua mấy miếng đất đây mấy sau giống không, cái quán nhậu kìa, cái quán nhậu kìa đó. Đã không ngồi ngoài đó mà nhậu dòm lên cây cầu là thôi tuyệt vời hết nói luôn ha. Không, bên kia nhiều quán lắm, bên cái bờ bên Cao Lãnh á là quán nhậu dìm vòng vòng đó anh coi không? Anh coi bờ vậy ha, chứ thực ra quán nhậu nằm lẳng trong đó góc gần là dòm lên cây cầu buổi tối ngồi dòm cầu đẹp lắm, cầu mở đèn buổi tối đẹp cực kỳ. Chỉ là cầu chưa có thông mà đã những cái cơ sở thương mại nó đã bắt đầu sầm uất lên rồi. Dịch vụ du lịch khi mà cầu thông rồi thì nó tạo nên một cái sức mạnh của cái nền kinh tế. Anh chị em các bạn thấy hạ tầng cơ sở rất là quan trọng. Hạ tầng cơ sở đó là một cái mạch máu lưu thông của cái sự phát triển của cái nền kinh tế. Khi mà hạ tầng cơ sở mà nó được phát triển đồng bộ và tốt đó, thì nó dẫn theo cái sự phát triển của nền kinh tế rất là mạnh. Đây
đây là những thành quả sau 43 năm đổi mới và phát triển. Nhưng mà mình mới có đổi mới và phát triển có hơn 20 năm nay thôi. 43 năm mình xây dựng đất nước quê hương từ một cái đống thịt dùng, từ một sự mà đổ nát, các bạn thấy. Và ngày hôm nay đất nước được có ngày hôm nay. Cho nên chúng ta như Bác Hồ đã nói, vua Hùng có công dựng nước, bác cháu ta cùng nhau dựng nước. Và ngày hôm nay chúng ta là những người yêu nước, những người Việt Nam yêu nước thật sự. Hãy cùng nhau bảo vệ sự bình yên, hòa bình cho đất nước mình. Hãy cùng nhau chống lại và sẵn sàng đập tan những âm mưu phá hoại của các thế lực, những thành phần chống cộng ở hải ngoại. Bọn nó đang tìm đủ mọi cách để âm mưu phá hoại đất nước, để tàn phá đất nước của chúng ta. Và hôm nay chúng ta không thể nào cho phép bọn nó làm như vậy.